Thưa quý vị, năm 2024 đã đến và xin thay mặt cho ekip của chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Và trước mắt, chúng ta đã có cả năm 2024 để mong chờ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi đầu tiên trong năm 2024 của Ai Là Triệu Phú. Đó là bạn Nguyễn Thùy Anh đến từ Hà Nội. Xin mời bạn. Xin chào em. Xin chào em, chào anh ạ. Vâng. Xin chào tất cả mọi người, xin chào khán giả của Ai Là Triệu Phú ạ. Vâng. Chắc quý vị đã nhận ra người chơi của chúng tôi rồi, một gương mặt quen thuộc đối với phim truyền hình. Thực ra là em rất là hồi hộp và khi em biết rằng em là người chơi đầu tiên của năm 2024, em lại càng hồi hộp hơn nữa. Em cảm thấy là đúng là phải đầu xuôi đuôi lọt ấy. Đúng mà rồi. Hôm nay mà mình không, mình phải xuôi chứ đúng không? Đúng rồi. Riêng trong năm 2024 thì đầu tiên là phải khởi động một năm với cái năng lượng nó phải rực rỡ tươi mới một chút. Và đó là lý do mà có lẽ chương trình đã đặc biệt là mời em tham dự là người đầu tiên của năm 2024. Cảm ơn ạ. Bây giờ thì xin mời em lên ghế nóng. Bây giờ em đã thấy bớt hồi hộp chưa khi lên ghế nóng? Thực ra khi mà em ngồi xuống đây rồi thì em bắt đầu tự vấn lại bản thân mình. Thế em nghĩ rằng là vì em là người chơi đầu tiên của năm 2024, em phải làm cho bố mẹ em tự hào. Em chắc chắn sẽ qua được câu 1. Ok, vậy thì anh tin chắc với em luôn, với tư cách người dẫn chương trình, em sẽ làm cho bố mẹ em tự hào gấp 5 lần. Em sẽ vừa hẳn qua câu 5 để như vậy là mang lại niềm tự hào cho bố mẹ. Thực ra anh nghĩ có khi phải nhiều hơn nữa. Nhưng mà việc là em ngồi đây đã là đủ rồi. Còn cái chuyện là em vượt qua câu bao nhiêu với bố mẹ em chắc không quan trọng đâu. Dạ. Năm 2023 đã diễn ra với em như thế nào? Năm 2023 với em là một năm rất là tuyệt vời khi mà em cũng đóng hai phim của VFC là Đừng Nói Khi Yêu và Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Và em đã có rất là nhiều kỷ niệm cũng như rất là nhiều bạn fan, các bạn yêu thích em cũng như là bộ phim nữa. Vậy nên là em thấy rất là tuyệt vời luôn. Có rất nhiều bạn trẻ ngày nay cũng mong muốn trở thành diễn viên truyền hình. Em có thể nói qua lộ trình để làm thế nào để từ một người yêu thích việc đóng phim và trở thành một diễn viên không? Em nghĩ rằng mình phải có niềm đam mê và sự kiên trì. Tại vì khi mà em bắt đầu tham gia phim từ năm 14 tuổi thì bố mẹ ban đầu không đồng ý đâu. Nhưng mà em đóng được một năm thì em nghỉ để em đi học tiếp. Em học hết cấp 2, em học hết cấp 3. Sau lại học hết 4 năm đại học thì em mới bắt đầu có thể dùng 100% thời gian của em dành cho nghệ thuật. Và em nghĩ rằng là chính cái sự nỗ lực cũng như là kiên trì của em dành cho nghệ thuật như vậy nên là bố mẹ em đã đồng ý. Và mọi người cũng nhìn thấy cái sự kiên trì đó của em, vậy nên là em cũng được may mắn rất là nhiều ạ. Thế khi em làm một diễn viên ở trên phim trường thì những cái công việc hay là những cái khoảnh khắc nào nó sẽ đòi hỏi tính kiên trì của em nhiều nhất? Em nghĩ là những đoạn mà phải đóng tâm lý nặng. Tâm lý nặng? Dạ. Ví dụ như là hôn bạn trai? Không, hay là cái đấy dễ lắm ạ. À, ok, cái đấy lại dễ à? Ôi, anh ngại nhất anh không trở thành diễn viên là anh sợ là hôn người khác là về là vợ lại cảm thấy không vui. Nhưng khi mà mình vào nhân vật thì nó lại rất dễ với nhân vật. Tại vì đó là cảm xúc của nhân vật tại thời điểm đó thì nó lại rất là dễ. Nhưng những cái cảnh tâm lý nặng thì nó đòi hỏi mình phải chuyển biến cảm xúc, mình phải thay đổi cái nét mặt cũng như là phải thoại sao cho nó hay. Thì nó lại kết hợp rất là nhiều thứ ạ. Bây giờ em thử vào vai một nữ sát thủ. Nữ sát thủ ạ? Nữ sát thủ. Từ trước giờ đã đóng vai nào nữ sát thủ chưa? Chưa. Chưa đóng vai nào nữ sát thủ đúng không? Sau đó là bây giờ em được giao nhiệm vụ là sẽ giả vờ tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú để bí mật bắt cóc và ám sát MC của chương trình. Nào, bây giờ em... Em có nên làm thế không chứ? Bây giờ là trong tình trạng là em đã bắt được anh rồi. Và bây giờ đến lúc em lộ nguyên hình và chuẩn bị xử lý anh. Nào, xin mời em hãy tiết lộ cho anh biết gương mặt thật của em và nhiệm vụ thật của em trong vụ này. Anh có biết tại sao hôm nay anh lại bị ở đây không? Đương nhiên là không. Anh không biết à? Tôi không biết. Vậy để tôi nói cho nghe nhé. Vâng. Đáp án là gì? 15 câu hỏi đưa đây. Tôi hoàn toàn không thể tiết lộ được việc này. Nếu anh không tiết lộ, anh chắc chắn sẽ bị giết. Và tin tôi đi. Tôi không nói đùa đâu. Đáp án câu 1 là gì? Đợi chút tôi gửi cho chị đáp án của cả 4 chương trình được không? Nếu như tôi gửi cho chị cả 4 chương trình thì chị lập tức có thưởng cho tôi không? 50-50, chốt. Ok, vậy cởi trói cho anh. Đấy, cởi trói cho anh. Hôm nay em đến chơi với chương trình cùng với ai? Dạ em đi cùng mẹ em. Mẹ em là mẹ Tú Anh ạ. Vâng, em chào chị Oanh. Vâng ạ, xin chào anh giáo sư Xoay. Vâng. Xin giới thiệu với cả các quý vị khán giả ở trường quay và tất cả quý vị khán giả chương trình Ai Là Triệu Phú.
Tôi là bà Phượng ạ. À, mẹ con Ly đang ngồi trước mặt anh ấy ạ. Vâng. Thực ra thì nói thật là đến những cái chỗ đông người tôi cũng ngại lắm. Vâng. Nhưng mà nó thì nó hứa là nếu mà nó được phần thưởng cao ấy. Vâng. Nó cho tôi tiền để tái đầu tư cửa hàng. Vâng. Thế nên là đang làm bánh cũng chạy lên đây ạ anh ạ. Vâng, cháu nó ngại chỗ đông người thôi nhưng mà nó tham tiền nên là cũng chịu khó đến với chương trình. Mẹ nó cũng thế, mẹ nó cũng. Mẹ nó cũng thế đấy. Vâng. Thực ra thưa quý vị, đây là người phụ nữ đã khiến tôi nhiều đêm mất ngủ để viết kịch bản cho chị. Chị Tú Anh với tôi thì đã biết nhau từ lâu rồi khi chị Tú Anh còn công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ. Và hôm nay thì rất vui được gặp lại chị trong chương trình của năm mới 2024. Vâng, hôm nay chị được con gái chị mời đến, nó có nói trước là phải làm gì trong ngày hôm nay không ạ? Thì tôi cũng nói là thôi mời bố nó thì có khi an toàn hơn thì đi cùng con. Thế nhưng mà thôi chót đến đây rồi thì anh xem nào nương tay với mẹ con tôi tí. Vâng, dạ. Thực ra chị có một việc rất quan trọng là lát nữa chị sẽ ghé tai nói rằng là chơi tiếp con ạ, chơi đi. Quả này được đấy, nhiều tiền đấy. Hoặc là chị bảo thôi dừng con ạ, không bây giờ mất nhiều tiền quá là cũng căng. Hoặc đôi khi cũng có những cái kiến thức mà chị lại nắm chắc mà con gái chị lại không biết. Thì lúc ấy chị sẽ trở thành một phần trợ giúp của người chơi. Lúc nào bạn mời đến chị thì xin mời chị Tú Anh xuống đây hỗ trợ cho bạn Thúy Anh. Vâng. Vâng ạ. Mọi thứ đã sẵn sàng, em đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ lo ba chấm trắng răng? Trâu, bò, lợn hay là gà? Xin mời em. Câu này dành cho em hay sao ấy? Vâng. Dạ vâng. Thì chắc chắn là câu B dạ, lo bò trắng răng ạ. Lo bò trắng răng hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Nhân vật nào không có trong truyện Tấm Cám? Dì Ghè, ông Bụt, nhà vua hay là phù thủy? Xin mời bạn. Chắc chắn là phù thủy rồi đúng không ạ? Vâng. Phương án D ạ. Phương án D, phù thủy hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Đâu là tên một bộ phim truyền hình Việt Nam? Sóng ở đáy biển, sóng ở đáy hồ, sóng ở đáy sông hay là sóng ở đáy giếng? Xin mời em. Thực ra em đọc một phát là em nghĩ ngay là sóng ở đáy sông. Ừ. Thì chắc là sóng ở đáy sông rồi đấy ạ. Vâng. Phương án C hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Câu nào sau đây mang hàm ý của cải vào cả nhà giàu, đã giàu lại càng thêm giàu? Nước chảy chỗ trũng, nước chảy đá mòn, nước đổ đầu vịt hay là nước sôi lửa bỏng? Mời em. Em mà đang thấy hai câu nước đổ đầu vịt với cả nước sôi lửa bỏng, nó nên bị loại ngay lập tức. Nó không đúng. Theo em thì là phương án A, nước chảy chỗ trũng ạ. A, nước chảy chỗ trũng. Vâng, phương án A là phương án chính xác. Thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 5. Ở nước ta, flash mob được coi là hình thức ngẫu hứng của loại hình nào? Diễn kịch, chụp ảnh, nhảy hay là hát? Xin mời em. Ủa, đến câu 5 rồi ạ? Đến câu 5 rồi. Flash mob thì chắc chắn là không phải diễn kịch rồi. Ừ. Cũng không phải là một thể loại chụp ảnh và cũng không phải là một loại hát. Ừ. Mà nó là C, nhảy ạ. C, nhảy. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 6. Nguyên liệu chính của nhút Thanh Chương, Nghệ An là loại quả nào? Cà, khế, sung hay là mít? Xin mời em. Cái này thực sự là em không biết này. Khó đúng, đúng không? Vâng. Ừ. Qua 5 câu đầu rất là dễ mà. Câu này chương trình ra cái câu hỏi nó hấp dẫn quá. Người dẫn chương trình nuốt nước miếng liên tục. Và em nghe nhút Thanh Chương thì em nghe giống một loại quả mà nó hơi chua chua một chút. Mà ở chua ở đây thì chỉ có khế thôi. Khế chua. Cà mình muối nó cũng chua. Sung mình muối nó cũng chua. Nếu như em cảm thấy không rõ thì em có thể sử dụng quyền trợ giúp.
Thì chắc là cho em chọn 50-50 vậy. 50-50? Dạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi, bây giờ còn sung hay là mít? Nào, những cái gì chua là đi hết rồi nhé. Nào. Thì em lại nghiêng về mít cơ. Nghiêng về mít? Dạ. Tại vì em không biết đâu, có cảm giác của em là mít. Để em chọn mít. Em chọn mít. Phương án D, mít ạ. Mít là phương án cuối cùng của em. Nói là nhút thì phải thấy cái gì chua mà lại chọn mít. Và và phương án D là phương án chính xác. Thì chúc mừng bạn. Đây, bây giờ anh thông tin cho em cụ thể món này như thế nào. Mít xanh ở trên cây, gọt sạch vỏ, rửa cho hết nhựa, băm đều tay thành sợi nhỏ và dài, trộn với muối, xả, tỏi băm nhỏ, chế nước sôi để nguội, đậy kín, chờ 5-7 ngày, có thể thưởng thức. Xin mời câu hỏi số 7. Ca khúc Giáng sinh kinh điển All I Want For Christmas Is You gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ nào? Britney Spears, Mariah Carey, Whitney Houston hay là Celine Dion? Xin mời em. All I Want For Christmas Is You là bài đó. Em hay nghe nhạc, em không có xem MV. Nhưng mà em nghĩ là Mariah Carey. Mariah Carey. Dạ. 70% của em nghĩ là Mariah Carey. 70% nghĩ về Mariah Carey. Dạ. Thường khi em linh cảm hay em nghiêng về cái gì thì nó có thường đúng không? Dạ cũng đúng ạ, nhưng mà cũng đúng ở một phần nào đấy thôi. Còn cũng 70%, có... Dạ, 70%. Tại mấy khi có một câu hỏi mình cũng biết đâu, đúng không anh? Nào, bây giờ em định thế nào? Em sẽ chọn B, Mariah Carey. Em sẽ chọn B, Mariah Carey. Vâng. Em thường đúng 70% khi em liều đúng không? Em đang... Và lần này thì nó đã rơi vào 70% và xin chúc mừng em. Phương án B là phương án chính xác. Vui quá. Vâng, bài hát này nếu dịch ra tiếng Việt là tất cả những gì em mong muốn trong lễ Giáng sinh này chỉ là anh thôi. Dạ. Vâng. Nghe cái câu này mát lòng mát dạ, không phải nghĩ xem là phải mua quà gì tặng bạn gái nhân Giáng sinh nữa đúng không? Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ xong thắt một cái nơ đi đến là được rồi. Coi như thành món quà Giáng sinh. Vâng. Xin mời câu hỏi số 8. Đất nước nào sau đây chỉ sử dụng một múi giờ? Pháp, Úc, Mông Cổ hay là Ấn Độ? Xin mời em. Pháp và Ấn Độ em đều đến rồi. Là giờ nó vẫn bình thường á? Giờ nó vẫn bình thường. Dạ vâng. Thế em nghĩ việc em đến Pháp và Ấn Độ và ở đấy giờ nó vẫn bình thường thì nó cũng không có thể giúp ích được gì em trong câu hỏi này. Em nghĩ rằng em sẽ gọi cho hỏi ý kiến của nhà thông thái. Có vẻ hợp lý. Dạ tại vì bạn Hoàng, bạn nên nắm địa cầu chắc như trong lòng bàn tay. Dạ vâng ạ. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái. Vâng, từ trước thì chúng tôi đã gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ vâng, hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Đất nước nào sau đây chỉ sử dụng một múi giờ? A. Pháp, B. Úc, C. Mông Cổ, D. Ấn Độ. Pháp thì hiện tại đang là quốc gia giữ kỷ lục, là quốc gia có nhiều múi giờ nhất, là 12, 13 múi giờ nếu tính cả năm cực. 16 giây ạ. Chị yên tâm, kiểu gì cũng có. Chị lo quá. Úc thì có một cái khu vực là có 3 múi giờ giao nhau. Mông Cổ thì em nhớ không nhầm là có 2 múi giờ. Thế nên là chị chọn D, Ấn Độ giúp em ạ. Cảm ơn em, cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Vâng. Vâng. Hai nhà thông thái, các nhà thông thái cứ để đến cuối này. Vâng. Người chơi dễ hạ đường huyết lắm. Vâng. Vâng. Nãy là em cũng lo lắng không biết là mình còn nên nhắc giờ không, thì thấy Hoàng đang có vẻ rất là say sưa.
Thực ra lúc nào mà các nhà thông thái say sưa như vậy chứng tỏ là họ biết câu trả lời. Dạ vâng. Chứ còn sợ nhất là họ im lặng cơ. Họ im lặng thì mới là vấn đề. Nhưng mà rất may lần này thì các nhà thông thái đã tư vấn cho em rõ ràng rành mạch là phương án D. D, Ấn Độ ạ. Em chắc chắn là em sẽ nghe theo hai nhà thông thái rồi ạ. Vâng. Và lựa chọn của em là D, Ấn Độ ạ. D, Ấn Độ. Và không có gì phải thắc mắc nữa. D là phương án chính xác. Xin chúc mừng em. Vâng ạ, xin cảm ơn các nhà thông thái đã tư vấn thành công. Như vậy là cái việc là mình được chụp ảnh cùng với người chơi của chúng tôi là coi như đã xong rồi. Sao anh Dũng ngồi trong trường quay mà biết là tôi cũng vừa nói với Hà Việt Hoàng thế nhỉ? Quả đấy anh em mình ăn cái ảnh không ai nấy. Vâng, bây giờ thì muốn hỏi Hoàng thêm là tại sao Pháp về diện tích thì có vẻ nhỏ như vậy mà lại có đến 13 múi giờ? Ngoài cái phần diện tích ở châu Âu thì Pháp vẫn còn nhiều cái vùng phụ thuộc ở Nam Mỹ, ở Trung Mỹ và ở châu Đại Dương, hay thậm chí là có một vùng lãnh thổ ở châu Nam Cực nữa. Vì vậy nên là cái con số 12 hay 13 em nhớ không rõ lắm thì nó là tổng số múi giờ mà tất cả các vùng lãnh thổ của Pháp trên toàn thế giới sử dụng. Đấy là lý do tại sao Pháp trông nhỏ nhắn như vậy nhưng thực ra lại là nhiều, có nhiều múi giờ. Vâng ạ, cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng. Xin mời câu hỏi số 9. Địa danh Sakai, Nhật Bản gắn liền với sản phẩm thủ công nổi tiếng nào? Dao, lụa, giấy hay là bút vẽ? Xin mời em. Thực ra em đã đến Nhật Bản rồi nhưng mà để nói về cái địa danh này thì em chưa đến bao giờ. Và nên em cũng không biết được rằng là sản phẩm thủ công nào lại nổi tiếng ở đây. Em còn hai quyền trợ giúp. Em còn hai quyền trợ giúp. Một là gọi điện cho người thân và hai là mời chị Tú Anh xuống đây để hỗ trợ em. Em xin sử dụng quyền trợ giúp mà là hỏi mẹ Oanh ạ. Vâng ạ. Chúng tôi xin mời chị Tú Anh xuống dưới đây để hỗ trợ cho bạn Thùy Anh. Đây ạ, xin mời chị đứng sang bên này. Nào mẹ con bây giờ thì giải quyết thế nào câu này đây? Đây chỉ là suy luận của mẹ thôi, thì khi mà làm bếp núc ấy thì mẹ cũng có một thời gian là để ý đến một cái sản phẩm là dao. Thì nhưng là chỉ cảm giác thế thôi, còn tôi không chắc chắn lắm. Nhưng dao đấy của chị cũng phải dao của Nhật Bản không? Dao của Nhật Bản. Nhưng mà cái tên á, tức là vì thực ra cứ hay quan tâm đến những cái sản phẩm mà mình thích, nói cũng lại cũng hay đại khái tên nó kiểu thế. Bây giờ là quyết định của em. Em có tin tưởng vào linh cảm đấy không? Mẹ tự tin bao nhiêu phần trăm? Không dám chắc lắm. Tự nhiên hỏi lại là có khi nó tụt hẳn xuống 10%. Mẹ đã bảo mẹ ít đi chơi vì mẹ sợ cái kiểu thúc bách của anh ấy. Xong anh lại cứ bảo đây có vẻ. Việc của em là thúc bách. Việc của em là làm cho người chơi và người đồng hành loạn lên. Nhưng mà bây giờ em thúc bách, xong mắt em nháy bên nào để chị biết đi. Xong em chả nháy, mắt em được cái là lúc nào cũng mở đều hai bên, không bao giờ nháy, tại vì nháy có thể là ám hiệu. Vì hôm nay mẹ là người đồng hành của con. Ừ, con ơi. Và hôm nay lại là năm mới nữa. Thế nên là con sẽ nghe theo trực giác của mẹ. Okay. Thế như thế nào thì về bố bù nhá. Không mẹ chứ. Vâng. Con ơi, để bố bù. Em chọn A, dao. Từ 10 triệu xuống 2 triệu là 8 triệu. Và phương án dao là phương án chính xác. May quá, vì cũng mê làm bếp giống nhiều bà nội trợ nên lại đông như thế. Mày không tự tin. Vâng. Bây giờ thì nói gì chả được. Anh ơi, mà tay mẹ run khiến tay em run thôi này. Anh cũng run luôn. Thôi con ơi, cố nhá. Còn một cái gì? Ít nhất mình qua số 10 con ạ. Vâng, cố gắng ạ, con cố gắng. Em cảm ơn chị. Chị có thể trở lại khán đài được rồi. Ôi trời ơi, may quá. Thích thế. Vâng. Lần đầu tiên trong chương trình ấy là triệu phú mà người chơi khi tuyên bố là đúng cái là nhảy lên cả đôi. Trường quay tôi rung lên. Dao Sakai là một thương hiệu dao nổi tiếng của Nhật Bản với hơn 600 năm lịch sử gắn liền với địa danh Sakai, thành phố thuộc tỉnh Osaka. Để gìn giữ nghề làm dao truyền thống, thành phố Sakai đã xây dựng một bảo tàng về dao là Sakai Densokan. Xin mời câu hỏi số 10. Bức tượng đồng Zine Kipit ở thủ đô Bruxelles miêu tả hình ảnh nào? Một cô bé, một cậu bé, một chú chó hay là một chú mèo? Xin mời em. Thực sự là em không biết câu này.
sao mà em cứ nghĩ là một chú chó thế nhở? Tức là em nghiêng nhiều về một chú chó. Tại sao? Tại vì em cũng thích chó mèo ấy. Thích chó mèo? Dạ vâng. Nhưng mà còn mèo nữa thế kìa. Nhưng mà cái chú chó hiện lên trước thì tự nhiên là nó đập vào mắt em. Nhưng mà chắc chắn là câu hỏi này là câu hỏi mang tính quan trọng rồi. Đúng rồi. Vậy nên là em sẽ dùng nốt sự trợ giúp còn lại. Vâng, bạn sẽ gọi điện cho ai? Dạ em gọi điện cho anh Nguyễn Hà, là một nhà báo, một người anh rất thân với em. Vâng, chúng tôi sẽ được kết nối điện thoại với anh Nguyễn Hà. Anh Hà ơi, tôi là Dũng đã gọi cho anh từ chương trình Ai Là Triệu Phú ạ. Dạ, chào anh. Dạ vâng, hiện nay bạn Thúy Anh, người chơi của chương trình, đang gặp khó khăn và quyết định nhờ anh Hà hỗ trợ. Anh Hà sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng ạ. Dạ vâng, hai người sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Bức tượng đồng Zinnekepis ở thủ đô Brussels của Bỉ miêu tả hình ảnh nào? Một cô bé, một cậu bé, một chú chó hoặc một chú mèo? Bức tượng đồng Zinnekepis ở thủ đô Brussels, Bỉ miêu tả một chú bé. Một chú bé hả anh? Ừ. Chắc không? Chắc. Chốt, ok em cảm ơn anh. Một chú bé. Ôi, em hồi hộp quá. Tại vì lúc em nói chuyện điện thoại là em phải tập trung, mà em nói xong rồi em đang hơi hồi hộp một tí. Dạ vâng. Căng thẳng đúng không? Dạ vâng. Thực sự là những quyền trợ giúp của em hôm nay đều rất là tuyệt vời. Rất hiệu quả. Có một quyền trợ giúp là 50-50 thì là do máy, còn lại thì là toàn là do những người xung quanh. Và em cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà mọi người đưa cho em những đáp án của mọi người. Vậy nên là em rất trân trọng điều đấy. Em sẽ chọn đáp án mà anh Hà chọn, đó là B, một cậu bé. Một cậu bé. Tôi nghĩ là đầu tiên mình phải rất trân trọng tất cả các quyền trợ giúp, vì các quyền trợ giúp đều hỗ trợ bạn rất tuyệt vời, vì tinh thần hỗ trợ. Bạn chọn B, một cậu bé. Và phương án trả lời chính xác của câu này là C, một chú chó. Anh hiểu được sự ngạc nhiên của em. Và một lần nữa linh cảm của em ngay từ khi em bắt đầu nhìn vào câu hỏi, em bảo là em chỉ thấy là một chú chó ở đây thôi, là anh đã thấy là có hy vọng. Nhưng không sao, vì đây là một người anh rất thân thiết nên là bạn có thể ăn vạ được. Và lệch nhau giữa đúng và sai đây có 20 triệu thôi, cũng không phải là khó lắm cho việc ăn vạ của mình. Zinnekepis là bức tượng đồng được dựng vào năm 1998, khắc họa chân dung một chú chó đứng trong tư thế nâng một chân lên để đi tè. Hai bức tượng nổi tiếng khác là Manikipit và Jinikipit là mô tả hình ảnh một cậu bé và một cô bé cũng đi tè. Hóa ra mình cứ nghĩ có một bức tượng, hóa ra nó có đến ba bức. Đúng, nó có... lại là đều cả ở Bỉ hết. Đúng, và đều ở trong trạng thái đang đi tè. Vâng, đấy. Thế nên là nó đặc trưng như vậy, nên cái việc mà anh Hà, bạn của bạn bị vào nhầm một phương án khi tìm kiếm cũng là điều có thể thông cảm được. Em nghĩ rằng đến giữa năm em sẽ xin thi lại một lần nữa. Thi lại một lần nữa? Dạ vâng. Vâng, anh có thể trả lời em luôn là không được, bởi vì tất cả mọi người đều chỉ được một lần tham dự chương trình Ngay Là Triệu Phú mà thôi. Không được đâu anh ơi, em tiếc quá. Không, bất kể em tiếc hay là gì thì cũng đành phải giữ mãi cái nỗi tiếc nuối ấy thôi. Và 2 triệu này thì em có thể mời mẹ Phượng của em đi ăn chè. Chứ mà mình mà đi ăn đồ mặn là anh sợ không đủ tiền nhưng trả. Nhưng mà thực sự em nhìn con số 9 và số 14 nó ngay trong tầm với ấy. Nó đang ngay trong mắt mình rồi đấy. Ngay trong mắt em rồi. Nhưng mà xa tận chân trời ạ. Dạ đấy. Em giao về phần thưởng là 2 triệu đồng. Vẫn là triệu phú và 2 triệu này sẽ là kỷ niệm với em. Dạ vâng. Với em. Chúc mừng năm mới nhá. Cảm ơn anh, chúc mừng năm mới.